Thưa quý vị, thưa các bạn, Giải thưởng Chất lượng Quốc gia triển khai tổ chức từ năm 1996 do Thủ tướng Chính phủ ký duyệt đã quyết định trao tặng hàng năm cho các doanh nghiệp có thành tích nổi bật, tham gia tích cực các phong trào nâng cao năng suất chất lượng, tích cực áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Đến năm 2016 đã có gần 1.700 lượt doanh nghiệp đạt giải. Và năm nay, 77 doanh nghiệp, trong đó 15 doanh nghiệp đạt giải vàng, 62 doanh nghiệp đạt giải bạc. Để trở thành một trong số 15 doanh nghiệp đạt giải vàng về chất lượng quốc gia năm nay, Công ty Cổ phần Gốm Đất Việt cho biết, trong suốt quá trình hình thành và phát triển đã luôn tập trung đầu tư áp dụng thành công các hệ thống quản lý, chú trọng ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, trực tiếp tham gia vào phong trào năng suất chất lượng, qua đó đã đạt được kết quả kinh doanh nổi bật. Hiện nay là sản phẩm của chúng tôi, tuy nhiên là mới được bước vào sản xuất năm thứ bảy, nhưng mà thị trường của chúng tôi đã rộng mở trong toàn quốc và đã xuất khẩu được sang 41 quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới. Và cái giải thưởng này thì nó khẳng định một lần nữa về cái thương hiệu sản phẩm gốm đất Việt, thương hiệu sản phẩm đất sâm nung Việt Nam. Đây là chúng tôi là tự hào về sản phẩm đất sâm nung Việt Nam. Và đến giờ này thì chúng tôi là đã nhận được một cái phần thưởng cao quý, thì nó tạo thêm cho mình, tạo thêm cái thương hiệu của mình với bè bạn Nam Châu. Những doanh nghiệp đạt giải thưởng chất lượng quốc gia còn là những doanh nghiệp luôn đi đầu trong học hỏi và cải tiến và nâng cao năng suất chất lượng, áp dụng thực hành sản xuất kinh doanh tốt nhất. Đây là điều mà bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng đều hướng tới nếu muốn sản phẩm của mình chinh phục được thị trường và vươn ra quốc tế. Cùng với quá trình mở cửa hội nhập theo những khuôn khổ cam kết ngày càng cao hơn, thì rõ ràng là đòi hỏi một cái sự cạnh tranh rất mạnh mẽ, nhất là cái việc nâng cao năng suất và chất lượng của sản phẩm của doanh nghiệp để tạo ra được những cái thương hiệu mới lớn, hoạt động xuyên quốc gia, có những cái sự cạnh tranh rất là tích cực về mặt năng suất, về mặt chất lượng và nắm giữ thị trường ngày càng tốt hơn và do đó đạt hiệu quả kinh doanh cao hơn. Tôi sẽ tích cực tham dự để đạt cái chuẩn và cái chất lượng châu Á Thái Bình Dương. Đây là cái mục tiêu ý chí của chúng tôi phấn đấu trong tương lai, đạt được cái năng suất, đạt được cái chất lượng và làm thế nào tốt nhất phục vụ được người tiêu dùng trong nước và quốc tế. Việc áp dụng và thực hành các tiêu chí giải thưởng chất lượng quốc gia là cách để các doanh nghiệp tự nhìn nhận, đánh giá những điểm mạnh và yếu để có hướng phát triển và ngày càng hoàn thiện hơn. Giải thưởng chất lượng quốc gia được coi là công cụ để doanh nghiệp tự đánh giá, tự xem xét lại toàn bộ hệ thống của mình, từ đó nâng cao năng lực và khả năng cạnh tranh sản phẩm, dịch vụ. Đây cũng là một nhân tố rất quan trọng đảm bảo cho định hướng phát triển bền vững của doanh nghiệp trong tiến trình hội nhập vào nền kinh tế thế giới. Mỗi một lần nhận giải thưởng thì trách nhiệm doanh nghiệp là phải nâng chất lượng lên cao hơn nữa và thị trường sẽ được phát triển mạnh hơn nữa. Điều đó đã khẳng định Thái Bình Seed từ một doanh nghiệp nhỏ bé của Thái Bình đã trở thành một doanh nghiệp hàng đầu trong ngành giống trồng Việt Nam sau 20 năm tham gia giải thưởng chất lượng quốc gia. Giải thưởng chất lượng quốc gia là kết quả và sự ghi nhận xứng đáng với những nỗ lực mà các doanh nghiệp đã và đang thực hiện. Đây cũng là điều kiện để doanh nghiệp tự tin hơn trong việc quảng bá xây dựng hình ảnh của mình với khách hàng.